chiên nước mắm. Heo chiên nước mắm. Cái này da giòn ha. Da giòn. Heo chiên nước mắm da hơi bị giòn. Có cái này không anh? Không không. Làm 60 mấy video là 60 mấy món rồi anh. Quá không làm á. Điểm là không có. Nha. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090 140 9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Rồi, mến chào tất cả quý vị các bạn. Trưa hôm nay bây giờ là 11 giờ trưa nha quý vị. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở bên con đường này là đường Tân Hương các bạn. Đường Tân Hương bên phường Tân Quý, quận Tân Phú nhá. Hôm nay đi qua đây thì mình muốn chia sẻ các bạn một cái quán cơm trưa văn phòng. Quán cơm này có tên là quán cơm Hiền các bạn. Quán cơm này thì trước đây Kiên đã có ăn rồi. Hôm nay thì lâu lắm rồi mình lại cập nhật lại cho các bạn cái quán cơm ở đây nhá. Quán cơm bán rất là nhiều món, phải là 30-40 món ở Sài Gòn các bạn. Rồi giờ thì Kiên sẽ mời quý vị các bạn chúng ta hãy cùng vào bên trong xem là ở đây có những món gì và quán cơm ở đây có hấp dẫn hay không nhá. Đây quán cơm Hiền của chúng ta có địa chỉ là số 15F đường Tân Phú, 15F đường Tân Hương, phường Tân Phú. Đây này là quận Tân Phú luôn nha các bạn. Đây, giờ chúng ta sẽ cùng vào xem quán có những món gì nha. Bên này là một tủ này, bên này là tủ là hai này. Rồi bên này là khu canh này các bạn này. Canh mình thấy là đây là cũng khá là nhiều luôn đó. Canh chua này, khổ qua này. Rồi canh rau này các bạn này. Đó, canh cải. Đây là canh chua. Rồi chúng ta sẽ vào trong xem cận cảnh cái tủ đồ ăn bên trong nhé. Mình đếm cũng tầm khoảng chắc cũng phải 30-40 món các bạn. Ở đây các bạn ăn thì các bạn có thể ngồi phía trong nhà này hoặc là ngồi phía bên ngoài đây nhé. Em chào anh, yeah. Lâu lắm mới gặp anh. Anh chủ của quán, anh chủ của kênh YouTube cơm tiệm TV các bạn. Đó, anh có một cái kênh YouTube đó là cơm tiệm TV. Đó, hàng ngày là anh chia sẻ những cái món là mình nấu ăn ở trong quán này anh. Cái món mình làm gì mình chia sẻ đấy. À làm gì chia sẻ đó. Thì các bạn nhớ vô cái kênh YouTube cơm tiệm TV gọi là ủng hộ anh nhá. Một ngày là anh nấu khoảng bao nhiêu món anh? Quán này cũng tầm khoảng 30 món ạ. 30 món. Dạ. Tại mùa này cũng giảm bớt rồi đó. À mùa này là giảm bớt ha. Một ngày là anh nấu khoảng 30 món. Ở đây mình bán là thời gian như thế nào anh nhỉ? Sáng tầm khoảng 8 giờ là có món rồi. 8 giờ là có món rồi. Bán tới mấy giờ là nghỉ anh? Bán tầm khoảng 2 giờ mấy 3 giờ là hết rồi. Mấy 3 giờ. Hết đồ ăn nghỉ luôn. À. 8 giờ có món, 2 giờ mấy 3 giờ là hết đồ ăn là nghỉ ha. Chiều nghỉ luôn. Đây anh lấy cái gắp anh chỉ cho mọi người biết món gì ha. Bà gọi chiên nước mắm nè. À. Cái này đích thân anh làm đúng không? Đúng rồi, nhà làm. Nhà làm. Cái này cá chốt trứng kho tiêu. Cá chốt trứng. Cá nục kho. Cá nục kho. Cá rô kho. Cá rô kho. Đó là khoa lấu á. Khoa lấu. Cánh gà. Gà đùi gà chiên nước mắm. Gà chiên nước mắm. Đùi gà gô ti. Gô ti, đùi gà gô ti. Nước mắm ở đây. Nghe là tép ram thịt. Cái này là thịt heo chiên xả. Heo chiên xả. Rồi đậu que, xà bò, đậu que xà bò. Cái này là cánh gà. Cánh gà. À cái này là đùi gà. Chiên nước mắm luôn hả? Đúng rồi. Cái đó này chiên, cái này gô ti nè. À cái kia là gô ti, còn cái này chiên nước mắm. Cái này là măng. Cái này là măng xào, măng xào thịt. Đúng. Hay là kho anh, cái này là măng. Măng xào thịt. Măng xào thịt. Cá hú kho đó. Ở trên này có canh chua cá hú là cá lóc này các bạn này. Cá lú, cá lóc này. Ở đây là có mắm chưng này. Rồi có cá chiên. Cá này cá gì anh?
cá lóc phi lê muối xả, cá hường, hường chiên giòn, rồi chả cá thịt luộc đó. Hello chị, đây là gà kho gừng các bạn này, gà kho xả này, gà kho xả này, rồi có sườn kho với lại đậu hũ, rồi ếch này, ếch kho này, rồi đậu hũ dồn thịt này, rồi vịt kho này các bạn này, vịt kho gừng cái này là sườn miếng, sườn cây là sườn sụn, sườn ram, ở trên này là cá chiên các bạn này, đó, cá chiên. Ở bên này là cái khu canh các bạn này, đó, canh bên này hấp dẫn lắm này, canh thì các bạn thấy là có canh chua, rồi đây có thịt có trứng này, canh khổ qua, rồi canh cải, đó, canh có canh này là canh cua rau đay nữa, hấp dẫn các bạn ạ, đó, canh chua. Ở đây là giá trung bình là từ như thế nào nhỉ? 35, 40, nói chung là 45, 50 tùy theo món. Đó, nói chung là giá bình dân các bạn ha, từ thấp tới cao tùy theo món các bạn ha. Ở đây một tháng nhà mình bán có nghỉ không anh? Không có nghỉ ngày nào hết. Ngày nào bán. Ở đây là hàng là anh chia sẻ là hàng lấy đồ tươi, đồ nóng, đồ chất lượng. Anh tên gì nhỉ? Anh Mến. Đây bên này là có rau xào này. Đó, rồi cái này cà luộc, cà xào có không? Cà xào với rau xào. Đó, ở đây các cô bây giờ là giờ này là giờ đông khách rồi. Giờ đông khách rồi các bạn. Ở bên này là có các bạn mang về thì có cả chuối các bạn nhá. Ở đây có chuối ăn tráng miệng luôn nhá. Nói chung là quán cơm ở đây là thấy là đầy đủ phục vụ rất là chu đáo. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, còn tầm 8 người, giờ cao điểm là 8 người bán liên tục các bạn. Đây là anh Mến, chủ quán, anh chuyên là nấu những cái món ăn ngon, có cái kênh là Cơm Tiệm TV. Bây giờ là 11 giờ nhé các bạn, 11 giờ. 1 giờ bắt đầu là khách tan buổi trưa tan làm á. Ra đây ăn trưa rồi các bạn. Rồi, đây mấy này phần này mang về này các bạn nhá, phần này mang về này, có cả pháo mắm tôm này các bạn này, cả pháo mắm tôm rồi có dưa leo với lại cà xào, cái này là nước mắm, cái này là có thêm chuối này để tráng miệng các bạn ha, ăn cơm có được tặng thêm chuối nữa tráng miệng, có tương ớt rồi ớt. Bên này có những cái bịch canh với lại cơm có đóng sẵn á, khách ăn thêm cơm thêm thì có bịch như này, canh gì đây đó. Đó, quán hơn 30 món các bạn nha, hơn 30 món ở Sài Gòn, nhìn cái tủ đồ ăn thôi đã thấy là đầy áp rồi ha. Ở đây các bạn có bán trên app Grab Food rồi Shopee Food các bạn, giao hàng trên app.
Đây các bạn nào thấy là quán cơm ở đây hấp dẫn không? Các cô nấu rất là hấp dẫn. Mình chưa biết ăn món gì, lát nữa chắc ăn món ếch. Ếch. Ếch này ếch hấp dẫn này. Lâu lắm không ăn món ếch, thèm món ếch. Món này mình chia sẻ lên kênh cho anh hết luôn. Dạ. Cái món này là anh làm mỗi món là một video đúng không? Đúng rồi. Rồi cảm ơn anh. Mỗi món một video. Thì là được làm được bao nhiêu video rồi anh? 60 mấy video ở trên kênh này. Kênh anh có cái kênh là Cơm Tiệm TV nha các bạn. Anh chia sẻ được 60 mấy món, là các bạn nào muốn học mà nấu món ăn để bán thì các bạn có thể lên đó học. Heo chiên nước mắm. Cái này da giòn ha. Da giòn. Chị nước mắm da hơi bị giòn. Có cái này không anh? Không. Làm 60 mấy video là 60 mấy món rồi anh. Hôm nay bận quá không có làm á. Hôm nay điểm là không có. Anh mến anh bảo là hôm nay bận quá không làm video được. Chứ bình thường là anh làm những cái chia sẻ những cái món ăn ngon ở trên cái kênh Cơm Tiệm TV, là các cái món ở trong quán là đều anh đều chia sẻ lên đó. Thôi vậy đấy. Món nào cá là phải chiên là hết toàn bộ. Cá là phải chiên lại đúng không? Kết chiên một món là phải chiên là một món. Cho nóng anh ha. Chiên giòn hay đại chọn. Giòn là đại chọn. Cái gì mới chiên á. Dạ. Hỏi chanh luôn đi con. Tôi cũng làm rồi đúng không? Cái hai bình canh này, hai bình gà. Đem về. Anh làm cho em một cái phần cơm này nha. Với đây cá bách. Cái nào vậy? Cho phần cơm cá này. Rồi, cá chốt. Làm cho khách chứ. Xong rồi làm thêm phần cơm ếch với đây cái này. Cá nhỏ này là cá chốt. Cá chốt trứng hả anh? Cái này chưa ăn bao giờ luôn, lát nữa thử ăn mà. Cá đồng anh, cá đồng dưới quê. Các bạn nào đã ăn cái món cá chốt này chưa này? Mình chưa ăn luôn á, nay thì ăn thử coi. Đây có thịt luộc, cà pha mắm tôm cũng ngon lắm. Chanh chua xôi. Canh cua rau đây thì các bạn nào nào thích ăn canh cua ăn với cà pha mắm tôm qua. Heo quay, chiên nước mắm, da giòn. Ở đây là cá chiên, là khách ăn cô chiên lại cho nóng nha các bạn. Chiên cho giòn. Nó giòn luôn. Cái phở cá này là phải chiên giòn à. Dạ. Còn cái giàn đây là nó nóng hết. Dạ. Giàn thì cái là tủ nóng à. Nóng hết. Dạ. Còn người em nấu có con được hết. Dạ. Các bạn thèm canh chua không? Canh chua đang sôi sục này. Qua
cho mẹ ha. Dạ. Cho em thử mấy con cá chốt đi ăn bao giờ luôn. À, mà cái này nửa hay là? Cái này nửa thôi. Cái này nửa nha. À, mỗi cái nửa thôi. Ít thôi anh ạ. Cái này là mặn nè. Cái này là lạt luôn. Dạ dạ. Dạ. Mấy cá chốt ăn thử với lại ếch nữa xong à. Ba okay. Món này buổi trưa vậy là xịn soạn rồi. Cá chốt kho, cá này chưa ăn bao giờ luôn, nay mới nghe tên. Rồi mình ra bàn ăn, con ngồi ngoài kia có. Đây quý vị các bạn, Kiên gọi một cái phần cơm trưa bình dân của mình đây. Thêm một ly rau má với lại đậu xanh nữa. Ngoài ra còn có chuối tráng miệng nữa. Đó, quán rất là gọi là chỉnh chu các bạn. Có ớt luôn nha, ớt đây. Đó, các bạn nào thích ăn trái cây có trái cây. Trong này có đầy đủ hết. Tên gọi là thứ nhất là món ếch, ếch kho. Đó. Món thứ hai của Kiên là món heo quay chiên giòn này, cái này heo quay kiểu là chiên giòn rồi còn sốt nước mắm nữa này. Đó. Món này là món cá chốt kho tiêu nha các bạn. Đây là canh cua rau đay ăn với cả pháo mắm tôm. Đó. Đây cơm thì có kèm theo với lại đồ xào. Ở đây mình ăn cà xào nha các bạn, cà tím xào đó. Rồi mời quý vị các bạn nha, ăn cơm trưa. Ok, đang thử con cá chốt rồi. Cá chốt này là nó có trứng nè, trong này là trứng nè các bạn, cắn ngang luôn. Nó rất là béo. Trứng của nó ăn mới bùi bùi lắm ạ. Thịt rất là ngọt, thơm. Cái ruột của nó hơi đắng đắng. Cá này ăn kho ăn với cơm mà ngon bá cháy rồi. Đó. Xương của nó có mùi xương sống rồi chứ không có xương dăm nhiều. Nó dễ ăn. Cơ ở đây thì nói chung là nó cũng không có nhão, cũng không có khô, vừa ăn. Ăn cái canh cua rau đây. Món canh cua rau đây này ngoài Bắc nhiều. Trong Sài Gòn thì cũng có một số quán bán rồi chứ không phải quán nào cũng bán. Giờ mình ăn thử cái heo quay này. Heo quay giòn nữa bạn. Mời các bạn nha. Thử cái heo quay. Này là quay giòn, là da giòn, là heo quay da giòn, sốt nước mắm này. Da nó rất là giòn. Cái này là sốt chua ngọt các bạn. Một cái là vị nguyên bản, da giòn vị nguyên bản, một cái là sốt chua ngọt. Bạn nào ở khu vực Tân Phú này, khu vực ở bên Bình Tân này, rồi bên quận 11 có thể qua đây ăn nữa gần. Ăn thử cái đùi ếch này các bạn,
đùi ếch không? Ếch kho ngon lắm, thơm lắm. Thơm mùi cà ri quá. Cà ri ếch rất là thơm. Thịt ếch cho ăn nó dai mà nó ngọt lắm. Đồ ăn đây rất tươi quá. Đồ ăn tươi ngon. Quán buổi trưa rất là đông khách. Ở đây đa số người ta mua mang về nhiều. Ăn ở đây cũng có chỗ ngồi nhưng mà thấy mua mang về nhiều. Ở Sài Gòn món cơm bình dân nhiều á. 20-30 ngàn một phần. Một cái cơm ở đây mình thấy là đồ ăn tươi ngon, chất lượng, giá cả phải chăng. Canh thì rất là nhiều loại canh. Chúng là có chuối, nóng miệng. Món ếch ở đây ăn nó phê đúng không ạ? Ngon lắm. Thơm. Ếch tươi ngon. Ngay Sài Gòn nắng nắng 34-35 độ. Trời có mưa, chiều buổi chiều là hay mưa. Sài Gòn nay là buổi chiều là đến mùa mưa các bạn. Ăn cơm cơm quán nhưng mà như cơm kiểu nhà nấu đó. Ở đây có các loại nước, rau má, nước chấm, nước ngọt, cam đầy đủ các bạn. Đây, cái này là cái thùng cơm nóng này các bạn ạ. Cơm nóng. Cơm nóng. Dạ. Bà đợi mắm về.
Cơm gì đó anh ơi? Một cái cùi gà thì có cái là cao món. Cùi gà là mắm hả? À, quý vị các bạn ơi, vừa rồi thì Kiên cũng đã chia sẻ với các bạn quán cơm cơm Hiền, quán cơm trưa văn phòng nằm ở địa chỉ ở đây là số 15F Tân Hương, phường Tân Phú, quận Tân Phú nha các bạn. Rất là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Đấy, địa chỉ trên này nhé, 15F đường Tân Hương, phường Tân Phú, quận Tân Phú nha các bạn. Bên này là phường Tân Quý chứ, phường Tân Quý, quận Tân Phú nha các bạn. Phường Tân Quý. Rồi, rất là cảm ơn các bạn nhé. Xin chào các bạn. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.